Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc EXID sẽ trở lại Việt Nam để trình diễn tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội vào ngày 8 tháng 4 tới. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc và còn nhiều những hoạt động trải nghiệm thú vị khác mà khán giả sẽ không thể bỏ lỡ.